Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo. Chúng ta thường ít để ý đến ngày này hơn là ngày Phật đản sanh hoặc là Phật nhập Niết Bàn. Tuy vậy, chúng ta là người con Phật phải biết là cái ngày Phật thành đạo vô cùng có ý nghĩa đối với chúng ta. Sau này khi mà đạo tràng mình thành lập được một ngôi chùa Việt ở trên xứ Hàn này thì chắc chắn ngày lễ thành đạo hàng năm là ngày mà chúng ta sẽ long trọng tổ chức đại lễ để kỷ niệm. Bởi vì nếu không có Đức Phật, không có cái ngày mà Ngài thành tựu đạo quả thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không có cơ hội được làm con của Phật và không có cơ hội để được học giáo lý, là những bài chân lý của Đức Phật. Nên đối với người con Phật, chúng ta phải biết nhớ ơn ngày này và phải thuộc lòng ngày này hơn là những ngày lễ khác trong năm. Có một thi sĩ Trần Đới đã viết một bài cảm tác, viết bài thơ tiếng Ca Lăng rất là hay. Tuy vậy bài thơ dài cho nên cô xin đọc một đoạn nhỏ ở phía dưới thôi. Nắng Ấn Độ qua trời Bách Việt, vượt qua lòng nhỏ hẹp chia ly. Đất về đất cũng đang đi, người trên trái đất nói gì với nhau. Phật tức tâm, tâm vào ngộ Phật, cửa không cài cửa pháp vô môn. Người về quẩy trái đất luôn, bước vào tịnh thổ bình an đời đời. Mỗi lần mà tới ngày Phật thành đạo, cô nhớ bài thơ này nhiều lắm. Nắng Ấn Độ qua trời Bách Việt, vượt qua lòng nhỏ hẹp chia ly, đúng không ạ? Đất về đất cũng đang đi, người trên trái đất nói gì với nhau. Phật tức tâm, tâm vào ngộ Phật. Thật ra chúng ta thấy là nhờ Đức Phật giác ngộ rồi, nhờ có ngày Phật thành đạo rồi thì chúng ta mới biết là mình cũng có tánh Phật. Tuy mình đang sống ở cõi ta bà này đầy những điều bất như ý và phiền não, nhưng mà chúng ta tin rằng mình có khả năng cũng giác ngộ thành Phật và chuyển hóa khổ đau thành tựu được đạo quả. Bởi vì Đức Phật đã thành đạo và Ngài đã dạy điều này cho chúng ta. Tinh thần đạo Phật cực kỳ sâu sắc. Tức là không chỉ tin ở Đức Phật không, mà Phật dạy cho chúng ta tin vào chính mình, tin vào khả năng giác ngộ của chính mình. Chính vì có cái niềm tin bên trong thôi thúc mình cho nên mới dẫn chúng ta đi tìm đạo được. Ở bài pháp thoại ngày hôm nay thì sư cô sẽ nói đến bốn cái ý nghĩa, bốn cái giá trị thực tiễn nhất của cái việc thành đạo của Đức Phật, thì sẽ phân tích kỹ hơn cho mình thấy cái chỗ này về sau. Mình thấy là khi mà mình bước chân vào đạo Phật rồi thì ít nhiều là mình có giác ngộ, đúng không? Nhiều người khi nghe cô hỏi là Phật tử đi chùa có giác ngộ, nó dạ không, không dám trả lời là có giác ngộ. Tại sao? Nghĩ giác ngộ là phải thành Phật, thành thánh mà mình chưa được gì hết. Nhưng mà theo sư cô thấy thì đã bước chân vào đạo Phật, đã biết tam quy ngũ giới, biết giữ gìn giới luật là ít nhiều mình đã có giác rồi. Trong nhà Phật mình có giác, gọi là giác từng phần và giác trọn phần. Từng phần giác là sao? Mình giác ngộ chút xíu. Hồi đó mình không có biết ăn chay niệm Phật làm lành. Bây giờ mình biết ăn chay niệm Phật làm lành. Hồi đó mình thấy cái gì ngon là mình phải mua ăn cho bằng được. Bây giờ mình thấy mình còn suy xét lại cái đó có làm tổn hại đến công đức, cái phước đức và cái sinh mạng của người khác không, thì mình không ăn, không dùng, dù mình biết nó có thể ngon, có thể bổ, đúng không? Cái đó là mình đã giác ngộ rồi đó. Tức là mình đang đi trên con đường giác ngộ rồi đó. Tu theo Phật là tu theo một cái lộ trình giác ngộ. Mình thấy là có người nhanh, có người chậm, có người giác nhanh, có người giác chậm, có người giác ngộ được nhiều, có người giác ngộ được ít. Nhưng mà từng cái hành vi, cái suy nghĩ hợp đạo lý là đã có giác ngộ rồi. Vậy mình thấy đạo Phật có rất là có niềm tin và hy vọng và rất bình đẳng, đúng không ạ? Mình giác ngộ là mình không còn ham thích giết hại ai nè, không còn ham thích làm khổ đau cho nhau, gây nội kết, gây phiền hà với nhau. Cái đó là mình đã giác ngộ rồi, chứ không phải giác ngộ là thành tựu đạo quả, thành Đức Phật mới gọi là giác ngộ. Vậy thì Đức Phật thành Phật rồi thì mình thành gì? Mình là con Phật thì mình thành gì? Mình thành người tu, tức là mình biết tu rồi, mình biết sửa đổi. Tu là mình sửa đổi những cái tính xấu, những cái xấu thành cái tốt, những cái dở thành cái hay, những cái si mê lầm lạc của mình thành cái chánh kiến và cái sáng suốt. Cho nên đối với quý Phật tử, một năm qua là một năm rất là khó khăn với mình, là mình rất được ít đến chùa, rất ít có cơ hội để thân cận bạn đạo và quý thầy cô để học tập và chia sẻ lẫn nhau. Đây là một thiệt thòi rất lớn của quý Phật tử. Và với cái
tốc độ tăng trưởng cái số lượng người nhiễm COVID nhanh như vậy và biến chủng mới của COVID-19 đã rất đa dạng như vậy, thì chúng ta thấy rằng năm sau, năm tới, năm 2021 cũng chưa có bảo đảm là chúng ta sẽ có thể tập hợp lại để cùng tu tập như bình thường nữa. Vậy thì chúng ta thấy rằng trên cái con đường tu của mình nhiều khi nó gặp những cái chướng ngại như vậy, thì mình phải biết được mình qua cái giai đoạn này để mình biết được mình trân trọng từng cái giờ phút được tu với nhau, có mặt cho nhau cùng với đại chúng, đúng không? Cuối năm thì sư cô nhận được rất nhiều cuộc điện thoại để mà chia tay của các anh chị em đạo tràng, có người hết hợp đồng về nước, có người theo chồng đi sang nước khác để định cư, có người thì học xong rồi thì về lại quê hương để mà lập nghiệp. Tóm lại thì có rất là nhiều sự chia tay sắp đến vào cuối năm này, và mình thấy đó là một cái chia tay cô vẫn thường hay khuyến khích mọi người suy nghĩ một cách tích cực, đó là chia tay là khởi đầu của gặp gỡ. Tuy mình biết rằng như vậy, nhưng mà thật ra mình nghĩ đến cái chuyện mà không còn gặp gỡ những cái huynh đệ, những người bạn đã cùng sát cánh kề vai với mình trong những cái khó khăn, những cái buồn vui thì mình cũng có chút chạnh lòng, đúng không? Vậy thì những người còn lại còn ở với nhau, được gặp nhau ngày nào, được cùng tu học bên nhau ngày nào, phải biết quý trọng nhau, biết yêu thương nhau. Người lớn phải dắt dìu người nhỏ, người đi trước phải chỉ dẫn cho người ít biết hơn mình, và hướng dẫn người ta, người sau tu sao cho tốt, chứ không phải là chia bè chia cánh, hoặc là mình ý là mình biết nhiều rồi mình coi thường những người chưa biết là không được. Người lớn phải tu trước, mà mình muốn hướng dẫn người ta thì sao, mình phải tu cho giỏi. Tức là những anh chị em còn lại và mình có kinh nghiệm đi chùa lâu năm hơn, mình nghe pháp thoại nhiều hơn, mình được quen biết nhiều cái nghi lễ Phật giáo và các cái pháp môn hành trì, thì mình phải tu cho giỏi, tu kiên cố, tu dũng mãnh để chi, để làm gương cho những người sau. Chia tay một số huynh đệ thì cũng đồng thời là mình đón nhận rất là nhiều bạn trẻ mới, nhất là những em mới toanh luôn đi sang đây du học, qua Hàn Quốc chưa được 1 đến 3 tháng thì chúng ta có những thành viên mới. Thì đối với những thành viên mới này, những thành viên cũ phải tu tập tinh tấn hơn, noi cái gương hạnh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca để mà mình làm gương cho các em về sau của mình. Như cô vẫn thường hay kể chuyện cho quý Phật tử nghe, đó là sư bà của sư cô, sư bà trụ trì chùa Phước Hòa đó. Sư bà 84, 85 tuổi rồi mà sư bà là trụ trì đó. Mà đâu phải sư bà ý là sư bà lớn, sư bà trụ trì là sáng sư bà không công phu đâu. Không, chưa một ngày nào sư bà bỏ công phu hết, mà thậm chí sư bà còn lên công phu sớm hơn mọi người nữa. Hễ mà chùa có đám là đâu 2 rưỡi 3 giờ là sư bà đã thức dậy rồi, mình dậy cỡ nào cũng thấy sư bà đã có mặt dưới bếp đang xắt gọt xào nấu rồi. Chiều ngồi rảnh ra dùng cơm xong là thấy sư bà cầm cái chổi đi quét lá ngoài sân chùa rồi. Không có một việc nhỏ gì mà sư bà không làm, không có một thời công phu nào sư bà bỏ. Đã công phu chung với đại chúng rồi, mà trước khi đi ngủ sư bà còn có công phu riêng, có lạy Phật sám hối và trì chú riêng của mình nữa. Mình thấy gương hạnh của một bậc cao đức mà 80 mấy tuổi rồi, là trụ trì luôn đó. Không phải ỷ mình trụ trì thôi, ai tu tu, chúng tu thì tu, còn mình ở dưới mình nghỉ cho khỏe hoặc mình tiếp khách không. Không bao giờ sư bà có cái hành vi đó. Vì vậy cho nên sư bà rất là ít nói, ít la, mà trong chúng ai cũng rất kính và rất quý sư bà, không dám trễ nải, không dám lười biếng chấp tác hay công phu, tại không phải là sợ bị la mà sợ sư bà buồn. Thì mình thấy cái đức của sư bà lớn không, cái đức của người dẫn chúng đó, cái đức nó lớn từ cái công phu tu tập nho nhỏ của sư bà. À, sư cô rất là thương và rất là quý kính sư bà vô cùng tận đáy lòng của mình, và rất là biết ơn là trong cái buổi đầu ban sơ mà mình xuất gia, mà mình được tu học trong một cái môi trường dưới sự hướng dẫn của sư bà và đại chúng như vậy, đó là một cái phước báu rất là lớn, và cho tới bây giờ mỗi ngày sư cô vẫn tri ân. Cho quý Phật tử thấy cái gương hạnh của quý ngài như vậy để mình tu tập không thối chuyển từng ngày. Chứ ở đây sư ông cũng vậy nè. Giờ Covid ha, sư cô về ở đây với sư ông sư bà thì có một cái may mắn là sư ông thì rất là ít khi thuyết pháp, nhưng mà mỗi buổi sáng dùng cơm xong thì có cái buổi dùng trà, thì lúc dùng trà đó sư ông hay chia sẻ một vài điều, và mình rất là may mắn khi mà mình được ngồi nghe những cái lời pháp thoại của sư ông mà nó quý như là châu ngọc như vậy. Hôm qua sư ông chở sư cô đi đảnh lễ một vị hòa thượng, thì sư ông có nói chuyện với hòa thượng đó thì mình ngồi nghe thôi. Sư ông nói là hồi sư ông 40 mấy tuổi đó,
Lúc đó là ôm đầy nhiệt huyết và hoài bão hoằng pháp ở trong lòng, nên đi đâu làm gì cũng rất muốn kể lể, là ý là rất là muốn bày tỏ, rất muốn hướng dẫn, rất muốn giảng dạy cho người khác, là cái nhiệt huyết nó lên cao độ, biết cái gì cũng nói, muốn nói vô cùng. Ví dụ thấy người ta làm sai lễ Phật ba lễ, vô chùa phải thế này thế kia, tại sao mình phải lễ cái này, tại sao mình phải làm cái kia, sư ông rất là thích giảng dạy. Nhưng mà tu tới một giai đoạn, sư ông nói là giờ sư ông không có thích nói nữa, mà thích thể hiện bằng bằng cái hành động, tức là bằng cái thân giáo. Sư ông nói đúng nguyên văn tiếng Hàn là soi myon ha nương gọt bồ tha phụ do chu nương gọt si cho sinh mi ta, tức là thay vì mình nói thì mình làm, cho mình không dùng cái khẩu giáo mà mình dùng cái thân giáo nó hay hơn nhiều. Và câu này rất là chấn động mình, cho mình thấy những bậc mà người ta tu, mà tu có đạo lực rồi đó, người ta nói ít lắm, lúc nào cũng cười. Ở đây Phật tử đến gặp sư ông thì thấy sư ông không bao giờ rầy mắng la bảo ai gì hết á, sư ông chỉ có cười thôi, dở cũng cười, tốt cũng cười, người còn sai sót cũng bao dung, người giỏi rồi cũng bao dung. Sư ông chỉ có hoan hỷ đón nhận thôi, và sư ông trân trọng từng mỗi cái nhân duyên. Khi mà người ta tới cái đạo lực đó rồi đó, người ta trân quý vô cùng. Sư ông nói với sư cô là chỉ cần một bước chân mà bước qua khỏi cổng nhất trụ vào tới trong chùa thôi là đã là một kỳ tích rồi. À, sư ông gọi là ki chót cạc thinh in nhon, tức là một cái nhân duyên nó quý như là một cái kỳ tích vậy đó. À, vậy thì cái nhiệm vụ của người tu mình là làm sao để biến cái kỳ tích đó trở thành cái thắng duyên hơn, chứ không phải là cái cách tiếp đón hay giảng dạy của mình làm sao cho Phật tử người ta quay lưng đi ra khỏi chùa. Thì đó là cái lỗi sai nằm ở vị trụ trì, nằm ở vị hướng dẫn đạp đồ chúng. À, mình thấy một cái bậc lãnh chúng lớn như vậy, một bậc trụ trì như vậy, một bậc cao niên hạ lạp như vậy, và cái tư duy của ngài, ngài trân trọng từng bước chân Phật tử, từng cái nhân duyên Phật tử lạ hay quen, gần hay xa đến với chùa. Và cái công đức này, cái đạo lực này, cái thân giáo này, nó đến từ cái tinh cần, cái miên mật trong cái công phu hàng ngày của quý ngài. Điều này nó quý giá vô cùng, mà những người trẻ của chúng ta mình cần phải nhìn và học theo, làm theo rất là nhiều. Trẻ thì có cái gì ạ? Có cái nhiệt huyết, có cái dám làm, dám nói, dám làm, dám thử nghiệm, dám thất bại. Mình năng động, mình nhiệt huyết, nhưng đồng thời mình cũng còn hời hợt, bồng bột và nông nổi. Mình muốn thể hiện, mình thích thể hiện hơn là mình đi sâu vào cái chiều sâu bên trong. Mà mình thấy là quý ngài người ta nói là gì ạ? Người nào mà sông sâu thì nước dòng chảy nó lặng. Những vị mà tu có đạo lực của bạn, nói ít làm nhiều, và người bằng cái thân giáo của mình, có một cái bài học phải nói là không lời dành cho đồ chúng. Đó là cô thấy từ sư bà của sư cô cho tới hòa thượng sư ông ở đây, nhân cái dịp mà cuối năm mà có chia tay một vài Phật tử và đón những Phật tử mới, thì chúng ta sắp tấn nhau, đồng thời là nhân cái đề tài về ngày Phật thành đạo, để mình biết rằng không phải trụ trì, không phải lớn tuổi, không phải mình biết đạo lâu năm là mình xòe xòa, là mình coi thường những thời công phu, những thời pháp thoại. Không phải mình nói mình đi chùa với sư cô, gần bên sư cô đây nhiều nhất, cho nên thôi khỏi, bữa nay khỏi nghe pháp, ngày mai nghe bù. Không có. Mình càng là những người gần gũi với đạo pháp, mình càng là những người đi đầu trong cái việc mà xây dựng đạo tràng, mình càng phải tinh tấn hơn nữa, mình càng phải nỗ lực hơn nữa trong cái việc mà hoằng pháp, học pháp và hành pháp, thì cái đó mình mới xây được những cái nền móng vững chắc cho những người phía sau được. Giống như sư ông sư bà, đâu phải tu tới ngày này lãnh đạo được một đồ chúng và trụ trì một ngôi chùa rất là lớn, rất là trang nghiêm như vậy là cái đức người ta ít đâu. Vậy mà người ta có bỏ một cái ngày công phu, một buổi, một thời nào không? Ở đây mọi người đến chùa thì sẽ thấy đúng không ạ? Phật tử là từ 5 giờ sáng sẽ lạy 500 lạy, nhưng mà sư ông từ 2 giờ sáng đã dạy lạy Phật rồi. Khủng khiếp. Hồi xưa cô mới về chùa hỏi sư ông mấy giờ tụng kinh, sư ông nói 5 giờ, xong 4 giờ mình lên đã thấy tụng kinh rồi. Hôm sau mình 3 rưỡi mình lên cũng thấy sư ông có trong chánh điện rồi. Hôm sau 3 giờ mình dậy cũng thấy sư ông trong chánh điện rồi. Tức quá, hỏi thật ra sư ông mấy giờ vô chánh điện nha, sư ông cười á, thật ra sư ông không có ngủ. Một đêm sau không ngủ quá 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ nè. Cho mình thấy là người ta tu cỡ đó đó. Nên mình đừng có giải đãi ha. Đức Phật mà không có cái sự miên mật tinh cường như vậy thì Đức Phật không thể thành chánh quả được. Và bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể vào trong cái ý nghĩa, cái nội dung và cái giá trị thực tiễn của cái sự thành đạo của Đức Phật ha. Mình thấy trước hết mình có cái cụm từ thành đạo. Thành đạo là gì? Thành đạo tức là chứng ngộ được đạo vô thượng bồ đề, chánh đẳng, chánh giác. À, Phạn ngữ là A Nậu Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề, tiếng Hàn là Aruttara Tham Sam Nhất Sam Bodhi. Mình thường nghe câu này ha.
À, nếu như mà không có Đức Phật thành đạo thì sao? Chúng thì cõi đời mãi mãi dằn vặt trong tâm tối, sanh linh vẫn ngập trong sáu nẻo luân hồi, và mình không có biết được cái phương pháp thế nào để giải thoát, thế nào để thành thành đạo. À, thành đạo ở trong từ điển Phật học định nghĩa thì nó có tới 500 từ ngữ, nhưng mà ở đây trong phạm vi mà mình nói chuyện với nhau thì mình nói đơn giản dễ hiểu thôi. Thành đạo hoặc là có người kêu thành Phật cũng được ha, chứ không phải là không đúng đâu. À, thành Phật là Buddha Parvati theo tiếng Phạn. Thì thành Phật, thành đạo hay là những cái từ đồng nghĩa như là đắc đạo, thành chánh giác, thành bồ đề, chứng bồ đề, đắc Phật quả, chứng vô thượng đạo, vân vân. Tất cả những cái kiểu nói này đều mình có thể hiểu chung đó là thành đạo. Nghĩa là gì? Là cái nhân hạnh của Bồ Tát đã đầy đủ, từ lợi đã hoàn thành, đức lợi tha được viên mãn và đã đến cái cảnh giới rốt ráo tối thượng của Bồ đề. Bồ đề là chữ giác ngộ đó. Bồ đề là phiên âm của chữ Bodhi. À, Bodhi là giác ngộ ha. Cho nên Đức Phật được gọi là Buddha, là bậc giác ngộ. À, tức là mình có thể diễn giải khác hơn là thành đạo, tức là Đức Phật đã đi hết, đã đến cuối cái đoạn đường mà Bồ Tát phải đi. Mình hay gọi là gì? Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là một lần quay trở lại để mà tu tập trong cái kiếp này và thành Phật trong kiếp này. À, đã đạt được cái đại đạo. Là cái không giới của vũ trụ, nói này thì hơi khó hiểu, là bao hàm cả vũ trụ vô sở hữu và biến nhập trong tất cả các trong và ngoài của tất cả, còn gọi là nhất thiết chủng trí, vân vân. À, mình sẽ không đi về cái lịch sử, tại quý Phật tử đã có một cái bài tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca rồi, thì ở đây cô sẽ không ôn lại lịch sử, mình sẽ nói tập trung vào cái ý nghĩa ngày thành đạo ha. Nhưng mà mình có nhớ là Đức Phật thành đạo vào năm bao nhiêu tuổi không? Này chắc cũng phải nhớ nha. À, vào năm 35 tuổi nha. Cái này là theo Nam truyền và Bắc truyền á, thì có chút khác biệt, tuy vậy đều ở một cái độ tuổi rất là thanh xuân. À, và cũng ngẫu nhiên là bên Nho gia có câu dạ Tam thập nhi lập, đúng không? Ở cái độ tuổi mà 30 là một cái độ tuổi mà vừa vặn chín chắn để mà có những cái đóng góp rất là lớn lao cho đại cuộc. À, cái điều này nó khác với lại Bà La Môn. Bà La Môn giáo đương thời á, thì người ta chia vòng đời của người ra bốn vòng đời, tức là thời trẻ nhỏ thì ở nhà học kinh này nọ, lớn lên đó là mình lập gia thất, sanh con đẻ cái nối dõi tông đường, xong rồi mình đi học đạo, học đạo để mà tới già 50 60 tuổi thì mới đi du phương, gọi là đi hành đạo. Thì mình thấy là 50 60 70 tuổi mà thời đó thì tuổi thọ nó không có cao, thì coi như là gần đất xa trời rồi, không có hoạt động, không có hành pháp được mấy, cho nên là nó khá là không có được tích cực lắm. À, còn Đức Phật mình thành đạo ở cái độ tuổi rất là thanh xuân, tràn trề nhựa sống, có nhiều ước mơ, có nhiều hoài bão và có nhiều sức lực để có thể thực hiện những điều đó. Cho nên ở cái độ tuổi 30 mà thành đạo, điều này nó rất là có ý nghĩa, khác với đương thời. Và vì vậy Đức Phật cũng gặp khó khăn, đúng không? Có nhiều người coi thường, tại nghĩ sao ở cái độ tuổi mà đúng ra phải lập gia thất như vậy mà bây giờ là trở thành bậc đạo sư thì nhiều người không tin tưởng. À, có những người còn nhìn thấy các ngài Kiều Trần Như hoặc là các ngài Ma Ha Ca Diếp ở trong tăng đoàn thì cứ tưởng là còn làm thầy của Đức Phật, nhưng mà thật ra quý ngài đó là đệ tử của Đức Phật, tại quý ngài chưa có chứng được chánh đẳng chánh giác như Đức Phật. À, ở cái độ tuổi trẻ như vậy thì Đức Phật cũng nhiều khi gặp nhiều người hay đến chất vấn hỏi đạo để đấu lý với Đức Phật, nhưng mà thường là ra về với tâm tư được rộng mở sau khi mà được Đức Phật giải tỏa. Và chúng ta thấy có một cái cuộc gặp gỡ cũng rất là đặc biệt của vua Ba Tư Nặc Pasenadi với Đức Phật, tại vì vua Ba Tư Nặc cũng bằng tuổi Đức Phật, và nhà vua lúc đầu là không có coi trọng Đức Phật lắm đâu. Thứ nhất là nhỏ bằng tuổi của ngài cho nên ngài cũng coi thường, hai là tại vì ngài cũng có rất là nhiều tự hào cho nên tự ngã tự mãn, cho nên là ngài cũng chưa có thành thật cung kính đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật tùy căn cơ đã thuyết một cái bài pháp mà mình nhớ là mình hay dẫn chứng nhiều đó, nhớ không, là có bốn điều không để coi thường, không thể coi thường, đó là không thể coi thường một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ, một hoàng tử nhỏ và một vị sa môn nhỏ tuổi. À, tại vì sao có hoàng tử nhỏ ở đây? Tại vì đức vua Ba Tư Nặc trước khi lên làm vua cũng là một vị hoàng tử nhỏ thôi, nhưng mà từ cái vài hoàng tử nhỏ năm nào đã trở thành một vị đại vương mà rất là giỏi, thống lãnh cả bao nhiêu là cái đất nước lớn rộng như vậy. À, cũng vậy, Đức Phật cũng vậy, dặn là sao? Đừng coi thường một vị thầy trẻ tuổi, một vị sa di nhỏ tuổi, tại vì vị thầy đó sau này sẽ làm gì? Có thể trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo về tư tưởng, về tâm linh của nhân loại. À, cho nên bài pháp này đã rất là hợp lòng, hợp ý, hợp căn cơ của cái vua Ba Tư Nặc. Và chính sau bài pháp này thì vua Ba Tư Nặc đã thật sự rất là kính trọng từ trong tâm cho tới bên ngoài và hỗ trợ cho tăng đoàn rất là nhiều.
Mình nói để mình thấy được ở cái độ tuổi trẻ này ha. Vậy thì cô cũng khuyến khích các bạn trẻ, nếu mà đi tu ở đây có nhiều bạn sang đây du học xong rồi cũng có tư vấn với sư cô là con rất là muốn đi tu thế này thế kia, nhưng mà hoàn cảnh này 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 làm sao vân vân. Thì cô nói rồi, muốn thì mình chuẩn bị mà mình làm thôi, chứ còn mà mình mà viện cớ cái này cái kia, mình cứ chờ cái này cái nọ thì chắc là mình không tu được đâu. Vậy thì ai mà có ý định đi tu thì mình đừng có ngần ngại, đi tu ở cái tuổi trẻ thì mình sẽ đóng góp nhiều hơn, mình thực tập được nhiều hơn cho đạo pháp, cho quần sanh. Chứ mình đừng có chờ 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 cái này chờ cái kia, nhiều bạn á là chờ cho sự nghiệp, kiếm bao nhiêu đó tiền, dạ không cần đâu ha. Mình đi tu chứ mình không có phải là đi vô chùa để dành một cái cục tiết kiệm như nào. Thì đối với các bạn trẻ như vậy thì cô khuyên là nếu thật sự mình đã có ý định xuất gia thì mình cứ xuất gia thôi. Mình thấy Đức Phật đi xuất gia, cung vàng điện ngọc còn bỏ hết nên đâu có cần phải mang theo cái gì phải không ạ? Rồi. Ở đây có rất là nhiều kinh nói về cái việc mà thành đạo của Đức Phật. Nên thôi nè, dài quá thì mình sẽ không nói cái phần này, mình nói về cái mặt hóa độ chúng sanh thôi. Thì mình thấy về cái mặt hóa độ chúng sanh thì cái sự thành đạo của Đức Phật ở đây là không chỉ riêng cho Đức Phật mà còn cho chúng sanh. Tại vì sao? Tại vì sau khi mà chứng ngộ thì Phật đem những cái giáo lý chân thật, những cái điều mà chân thật nhất Phật đã nhận ra được trong suốt 45 năm đó, thì Phật đã đi truyền dạy khắp nơi. Tùy những cái căn cơ, tùy những cái duyên của những người nghe pháp mà Đức Phật giảng dạy rất là nhiều cái phương pháp để mà tu tập, để dìu dắt không chỉ cho riêng con người mà rất là nhiều chúng sanh khác đều được giác ngộ và giải thoát như Đức Phật. Ở đây cái giá trị nhân bản của con người, một giá trị bình đẳng, một giá trị rất là quan trọng của Phật giáo ở chỗ này mà chúng ta thấy rằng rất khó tìm thấy ở các tôn giáo khác. Điều này mình phải công nhận rõ ràng. Không có một tôn giáo nào mà đấng giáo chủ lại đi dạy cho những người khác để những người đó có cùng một cái đẳng cấp giáo chủ như mình, có cùng một cái đẳng cấp chánh đẳng chánh giác như mình. Phật không phải giảng dạy để cho có đông đồ chúng, mà Phật dạy cho mình cái cách để chi, để tự mình giác ngộ và cũng có thể đạt được cái quả vị như Đức Phật đã đạt. Điều này là điều mình rất khó tìm thấy trong bất kỳ các tôn giáo khác, và đây là một cái giá trị rất đặc biệt riêng có của Phật giáo. Hôm trước có một em postdoc luôn ha, tức là em đã học xong tiến sĩ và giờ giảng dạy làm nghiên cứu sau tiến sĩ postdoc. Thì em cũng có quan tâm đến Phật giáo và em thường hay hỏi sư cô rất là nhiều câu hỏi, kiểu hỏi xoáy đáp xoay. Em mới hỏi cô là để tóm tắt lại sự khác biệt giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo thì sư cô có thể nói bằng một câu như thế nào? Cô thường là không trả lời những câu hỏi như vậy. Ở cái trình độ của em mà hỏi được cái đó thì em dư sức có thể tự tìm hiểu được. Và cô xin khuyến khích em là chỉ cần em đọc lại lịch sử Đức Phật Thích Ca, và em đọc lại giáo lý Tứ Thánh Đế thì em sẽ nhìn rõ được cái sự khác biệt liền mà không cần phải hỏi ai. Tại em không phải trình độ sơ cơ nữa. Thì đối với những bạn mà đã có một nghiên cứu chút xíu, đã có một cái trình độ kiến thức thế gian nhất định, thì các bạn có thể tìm hiểu như sư cô nói. Đối với những câu hỏi như vậy, mình không so sánh các tôn giáo với nhau, cô không chủ trương như vậy. Mình khi mình có so sánh là mình đã có tâm phân biệt là cái này nó đi xa với Phật giáo lắm. Vì vậy cô không trả lời những câu này. Tuy vậy, nếu các bạn muốn tự giải quyết những cái mối nghi và những cái thắc mắc của mình thì chỉ cần các bạn đọc kỹ lại lịch sử Đức Phật Thích Ca, đồng thời các bạn đọc kỹ về giáo lý Tứ Diệu Đế thì các bạn sẽ nhận ra được câu trả lời ha. Ở đây Đức Phật đã dạy cho mình, Đức Phật đã thành đạo và đã dạy cho mình con đường thành đạo, chứ không hề giấu giếm, cũng không hề xếp mình là thua Đức Phật, mình không có khả năng thành Phật hay là mình phải vĩnh viễn phải đi làm đệ tử hầu hạ bên cạnh Đức Phật. Và Đức Phật cũng không có ô dù bao che là giờ con đi theo ta thì ta sẽ giúp con giác ngộ, không. Đức Phật rất khiêm tốn và Ngài chỉ xem Ngài không phải xem Ngài là giáo chủ, mà Ngài tự xưng Ngài chỉ là vị đạo sư, nghĩa là hướng dẫn cho người ta đạt được cái quả vị đúng như mình đã đạt được. Điều này là điều cực kỳ đặc biệt. Và ở đây chúng ta phải làm việc với nhau ở bốn điểm, đó là bốn ý nghĩa quan trọng về sự thành đạo của Đức Phật, đồng thời ba cái giá trị thực tiễn của cái việc thành đạo này. Bốn cái ý nghĩa quan trọng về sự thành đạo của Đức Phật là gì? Ý nghĩa đầu tiên đó là Đức Phật đã chiến thắng ma quân. Chỗ này mình sẽ phân tích rất kỹ ha. Thứ hai, Đức Phật đã khai mở cửa bất tử cho tất cả chúng sanh. Chỗ này mình phải nhớ là cho tất cả chúng sanh chứ không phải chỉ cho một mình Đức Phật.
Thứ ba, chứng minh cho mọi chúng sanh đều có khả năng giác ngộ giải thoát, nghĩa là công nhận cái Phật tánh bình đẳng trong mỗi chúng sanh. Thứ tư, con người là chủ nhân của chính mình. Đây là bốn cái nghĩa quan trọng của sự thành đạo của Đức Phật. Và ba cái giá trị thực tiễn Đức Phật đem lại qua cái sự thành đạo của mình, đó là Đức Phật đã dạy phương pháp tu tập mang lại cái an lạc ngay bây giờ và tại đây, ngay trong hiện tại. Thứ hai, Đức Phật là nhà cách mạng đầu tiên về nhân quyền và bình đẳng. Điều này là điều cô rất muốn nói, cô rất thích nói và nói rất nhiều từ bài lịch sử Đức Phật Thích Ca cho tới bây giờ. Thứ ba, giáo lý Đức Phật là giáo lý có giá trị miên viễn, hay mình nói đó là giáo lý có giá trị vượt thời gian, vượt không gian. Đây đã được là chân lý. Đó là lý do chúng ta xếp những lời dạy của Đức Phật vào hàng pháp bảo, nghĩa là một cái gia tài, một cái kho tàng, một cái ngôi báu rất cao tột mà bất kể người Phật tử nào khi mà mình bước vào ở trong cửa Phật mình đều phải cung kính học hỏi ha. Và bây giờ mình sẽ nói về cái điều đầu tiên, Đức Phật đã chiến thắng ma quân. Tại sao phải nói điều này? Rồi có nhiều người nghĩ là Đức Phật chỉ có chiến thắng ma quân vào cái đêm cuối khi mà Ngài thiền định 49 ngày thì ma quân hiện lên bày đủ trò để cho Đức Phật thối cái tâm bồ đề của Ngài để mà Ngài không được vào đạo quả. Thì đêm đó Đức Phật chiến thắng ma quân rất rõ ràng rồi. Nhưng mà không phải chỉ có lúc đó Đức Phật mới chiến thắng ma quân, mà chúng ta phải biết rằng từ khi còn là một thái tử với tất cả những cái dục lạc thế gian bao vây, vợ đẹp, con ngoan, quyền lực, chức tước, mọi thứ phải nói là vừa ý, phú quý, hoan hỷ, hoan lạc của một cái cuộc sống thế gian mà bao nhiêu người hằng mơ ước, đó cũng đã là một dạng ma rồi, đã là một chướng ma rồi, chứ không phải là đơn giản. Nếu Đức Phật, nếu thái tử không chiến thắng sự cám dỗ của cái con ma phú quý và lợi lạc và hạnh phúc của vợ đẹp con ngoan như vậy, thái tử có cất bước đi hành đạo được không? Mình thấy là không phải chỉ đợi tới khi ngồi dưới cội bồ đề đêm cuối thành Phật thì Ngài mới chiến thắng ma quân, mà Ngài đã chiến thắng từ khi Ngài khởi cái phát nguyện, một cái bồ đề tâm cực kỳ lớn, một cái phát nguyện dõng mãnh là ra đi tìm con đường bất tử cho ta và cho chúng sanh. Từ đó Ngài đã chiến thắng được ma quân, cám dỗ, phú quý. Ngài đã nhận ra được cái chân thật của cuộc đời là vui ít khổ nhiều, ngay khi mà Ngài còn đang gặp rất nhiều điều như ý và vui vẻ trên thế gian. Điều này rất khó người khác có thể làm được. Và mình thấy là mình có một cái tự hào rất lớn là Phật tử Việt Nam của mình. Mình nhớ lại cái lịch sử của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, mình hay gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, mình thật là một vị vua mà bỏ ngôi vua, đúng không, nhường ngôi lại cho thái tử và xuất gia thành đạo, sau này đã khởi là tổ khai sáng cái dòng thiền Trúc Lâm mà mang rất là nhiều cái tinh hoa và cái đặc trưng của Phật giáo Việt Nam, mà cho tới bây giờ thiền phái Trúc Lâm vẫn là một trong những cái thiền phái mà rất là sáng ngời trong Phật giáo của Việt Nam mình, đào tạo ra rất là nhiều tăng ni và Phật tử rất là giỏi. Mình rất là đáng tự hào, phải không? Bên Ấn Độ thì có thái tử bỏ ngôi vàng và đi tu, ở Việt Nam mình đó, bỏ ngai vàng đi tu là điều này rất khó. Bây giờ mình xây được một cái nhà nè, mình trẻ trung, mình thấy không, mình làm tiền mình để dành, mình xây cho bố mẹ căn nhà, hoặc là mình mua được một cái chung cư cao cấp cho chính mình đã cảm thấy cái đó là một cái thành công và mà mình thấy là mình tự hào không? Thoải mái, tiện nghi, ổn định á, mình rất là chắc vào những cái giá trị vật chất mà mình chính tay mình tạo ra được. Huống gì là thái tử không phải chỉ có một ngôi nhà mà còn có rất rất nhiều cung điện của cải, vàng bạc châu báu. Cái điều này mà giúp một cái ra đi với quý vị không đơn giản đâu. Thậm chí tới đôi dép cũng phải bỏ ra mà, đúng không, một cái áo rơi cũng không được mang theo mà. Mình thấy là Ngài là đi chân không đó, mặc một cái mảnh y mà quấn tử thi đó, là một cái cuộc xuất trần vô cùng dõng mãnh mà không phải ai cũng làm được. Hồi mà La Hầu La đi tu, Đức Vua Tịnh Tạng còn dúi theo cái bát bằng vàng để cho cháu nội mình đi khất thực, lỡ không có gì ăn còn có cái bát vàng đó, mà Đức Phật cũng để lại cái bát vàng ở nhà đâu cho La Hầu La cầm theo. Mình thấy là Ngài đã có một cái cuộc xuất trần vô cùng dõng mãnh mà bây giờ thậm chí mình chưa dám bỏ được đó. Nhà mình có cái gối ôm, có cái tiện nghi, có cái xe hơi, có cái gì mình đã dám bỏ không? Chưa đâu. Mà Ngài bỏ được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái dũng chí xuất gia sống đời du sĩ giữa chốn núi non, tự mình tầm cầu chân lý, tự mình học từng cái cách lượm trái cây trên rừng ăn như thế nào, đi xin như thế nào, đạp gai rồi tự mình băng bó vết thương để mà đi bằng một cái bàn chân trần đó qua bao nhiêu mảnh đất, qua bao nhiêu vùng miền như vậy.
vậy, điều này vô cùng khó đối với một thái tử đã được cưng chiều từ trong trứng nước sơn son thép ngọc, một bước đi có bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Rồi chúng ta thấy là trong cái kinh trích đoạn trong bài kinh Sợ Hãi và Xiếp Khiếp Đảm, Phật tử nên đọc bài kinh này. Trong bài kinh này Đức Phật đã mô tả cái nỗi sợ hãi về ban đêm ở giữa chốn rừng sâu như thế nào. Ở đây mình thấy mình ở trong nhà chung cư đó, mình ở giữa thành phố đó, mà nhiều khi mình có một cái gì bất an, đêm mình nghe một cái tiếng lao xao, tiếng động thôi mình đã giật mình rồi đúng không? Còn ở nhà quê mà mình thấy mấy cái thân cây chuối mà nó cọt kẹt nó kéo qua kéo lại mình sợ muốn chết. Hoặc là có cái tiếng mèo kêu vào tháng 3 đó, mèo mà nó kêu một cái thôi mình cũng đã sợ hãi rất nhiều. Huống gì là giữa cái chốn mà thâm sơn cùng cốc, núi thẳm hang sâu, mà Đức Phật ban đêm nghe bao nhiêu âm thanh của núi rừng ghê rợn như vậy. Ngài mô tả rất là kỹ ha, rồi cái phần mô tả này nó dài quá nên là cô không có dám đọc hết. Một đoạn ngắn ha. Trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 15, đêm mồng 8 mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy ta hãy đến ở các tại các trú xứ hải hùng, lông tóc dựng ngược, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các núi rừng, tự miếu tại các cây cối, để ta có thể thấy sự sợ hãi và khiếp đảm ấy. Rồi chính Đức Phật chủ động đi đến những cái nơi mà thật là hiểm hóc, thật là hoang vu vào ban đêm để tự mình cảm nhận cái nỗi sợ hãi và kinh khủng như thế nào. Khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú có thể đến, hay con công làm rơi một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi, ta khởi lên ý nghĩ, nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã đến, này Bà La Môn. Rồi ta suy nghĩ, sao ta ở đây chỉ mong đợi sự khiếp đảm chứ không gì khác, vân vân. Nói chung, mình thấy rằng Đức Phật để mà chiến thắng cái sự nỗi sợ hãi này đã không ngồi, không đứng, không nằm, đã phải đi kinh hành suốt đêm và quán chiếu để chiến thắng những cái khó khăn trong đêm như vậy. Thì trong cái quá trình mà đâu phải một bữa một ngày là thành đạo đúng không? Ngài đã phải đi học đạo với lại hai vị đạo sĩ, rồi Ngài tu khổ hạnh hết mấy năm trời, rồi Ngài tự chứng nghiệm, và đó là cả một cái quá trình từng đêm phải đối diện với biết bao nhiêu cái sự sợ hãi, cái sự nguy hiểm giữa núi độc hang sâu ha. Mình thấy là chính từ những cái nỗi khổ này Đức Phật có chiến thắng không? Có chiến thắng con ma sợ hãi trong mình không? Có ha. Trong Kinh Thánh Cầu, mình thấy là có ghi lại một cái khái lược về cái cách nhiếp phục tâm, tu tập để thành tựu quả vị giải thoát của Đức Phật. Mình nên đọc bài Kinh Thánh Cầu nữa nha. Đã mô tả về tiến trình từ lúc Thái tử bỏ gia đình vào rừng, rồi tu tập với hội chúng của Alarakalama, rồi đến hội chúng của Ramabutta. Vì không thỏa mãn với giáo pháp của hai vị đại sư này, rất là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì Ngài đều đạt đến rồi, nhưng mà Ngài biết đây chưa phải là rốt ráo triệt để mà giải thoát sanh tử. Cho nên dù là được hai vị này mời ở lại để làm lãnh đạo đồ chúng với hai ngài, nhưng mà Thái tử đã nhất quyết ra đi và tiếp tục phải tìm ra cái con đường tu tập mà đem được giải thoát triệt để cho chính ngài và cho quần sanh. Thì cuối cùng Ngài đã tìm ra cái gì ạ? Cái giáo lý trung đạo, tức là xuyên qua thiền định quán chiếu sự vận hành của vạn pháp nhân duyên, đó là cái giáo lý duyên khởi, đó cái giáo lý nền tảng của Phật giáo mình. Cuối cùng thì Thái tử đã giác ngộ chứng đắc tam minh lục thông, cái này mình học rồi ha, thoát ly sanh tử. Mình thấy rằng trong suốt cái quá trình này có khi nào mà Đức Phật phải thôi chiến đấu với ma quân không? Chiến đấu không một lúc nào mệt mỏi. Có một bài thơ có miêu tả cái đoạn này ha. 6 năm tìm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Đức Thích Ca. Chim hót trên vai, sương phủ áo, hươu kề dưới gối, tuyết đơm hoa. Thử hỏi ai tìm chân lý ấy, bên bờ sông giác Đức Thích Ca. Khi mà ma vương đến thì trong cái quá trình của Ngài có rất là nhiều các cái dạng mà chướng ma đã xuất hiện. Như mình thấy thông thường khi mà mình đi học đạo với ai đó mà mình đạt được cái địa vị mà ngang với bậc thầy của mình, được mời nhận lại để làm lãnh đạo tương đương với bậc thầy của mình, đây cũng là một dạng chướng ma đúng không? Một cái cạm bẫy rất là hời chứ, rất là dễ mà bị rớt vô chứ. Bây giờ mình đang từ bạn học với nhau, mình được thầy cô mình cất nhắc lên làm trợ giảng luôn, xong mình làm giảng giáo sư ngang bằng với thầy cô mình thấy oai không? Rất oai. Khó có ai mà có thể bỏ được. Với lại thông thường mình có chứng đắc một cái gì, mình có chấp vào cái đó không? Ở đây quý vị mà hành thiền sẽ biết, khi mà mình ngồi thiền được mà an được rồi đó, mình ngồi thiền mà quán hơi thở mà mình định được rồi á, trong thông thường là từ 4 đến 8 tiếng là mình rất là thích, mình rất là nhẹ nhàng, mình rất là thư thái, mình chỉ thích ngồi vậy thôi, mình không có thích xả ra luôn á.
Tại vì mình đã vào được cái hỷ lạc đó rồi, một lần là mình rất khó xả ra. Mà ngài đã đạt tới phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là một cái bậc thiền định rất cao, rất sâu, vào đó rất là có thể phải nói là mình làm chủ được cái sự đau khổ hay là ấy vân vân, gần như là không có một cái nỗi sợ hãi hay cái niềm đau gì mà mình không khống chế được. Nhưng mà ngài từ bỏ, tại vì ngài thấy thật sự là chưa có đạt được đến cái rốt ráo. Vì sau khi xả thiền thì ngài vẫn có những cái phiền não. Mình thấy điều này cũng rất là khó để mà từ bỏ. Tại vì khi mình có được một cái thành tựu, một cái chứng đắc, một cái thành tựu trong tâm linh, mình dễ bị chấp vào cái đó ghê gớm lắm, chứ không phải giỡn đâu. Ở đây đối với những hành giả mà có tu rồi, mình sẽ hiểu được cái đoạn này. Thì tất cả cái này có phải là chứng duyên, có phải là ma quân không? Thì ngài đã chiến thắng được. Và thật ra đối với sư cô, những cái chướng ngại cả tâm lý và vật lý, cả khách quan và chủ quan, thì cản trở cái bước đường tu tập giải thoát của mình, dù là thuận duyên hay nghịch duyên. Thậm chí ma không phải chỉ là nghịch duyên đâu, cả những cái thuận duyên cũng có thể làm chướng ngại cho mình đó. Thì tất cả những cái này đều được xem là ma quân cả, binh ma, ác ma, nội ma, ngoại ma, vân vân, tâm lý và ngoại cảnh. Thì mình phải vượt qua tất cả, không có dễ đâu. Đòi hỏi phải có một cái người mà đại hùng đại lực mới có thể làm nổi. Chính vì cái ý nghĩa này cho nên mình mới nói là Đức Phật đã chiến thắng được quân ma, Bồ Tát chiến thắng được quân ma, cũng có nghĩa là chiến thắng gì? Chiến thắng được chính mình. Chiến thắng chính mình là cái chiến thắng oanh liệt nhất. Đức Phật đã từng nói rất nhiều. Trong cái quá trình tu tập của mình, hiện giờ cũng có nhiều Phật tử chia sẻ với sư cô là gia đình làm chướng ngại như thế này, chồng con làm chướng ngại như thế này, vân vân và vân vân. Cô chỉ khuyên quý Phật tử là đừng có đổ thừa hoàn cảnh bên ngoài, phải quay về mình trước. Tất cả những cái gì xảy đến với mình, y chánh báo như sao thì y báo như vậy. Thay vì mình hướng ra mình đổ thừa cho hoàn cảnh, mình đổ lỗi cho bất kỳ một cá nhân hoặc một cái sự việc, một sự vật cụ thể nào đó, vậy thì mình phải tìm cách trong cái khó khăn đó mình nỗ lực, mình tìm cái phương pháp tinh tấn tu tập phù hợp với cái hoàn cảnh của mình đang có. Cái đó mới gọi là cái thành tựu trong tâm linh của mình. Như Đức Phật cũng vậy thôi. Mình không chiến thắng được cái nội ma trong mình không chiến thắng được chính mình thì mình không thành tựu được cái đạo nghiệp lớn. Nghịch duyên hay thuận duyên gì, thật ra mình thuận cảnh quá đó, chưa chắc là mình tốt đâu quý vị. Cho nên thỉnh thoảng có những cái nghịch duyên như vậy, mình phải biết ơn vô cùng. Và từ trong cái nghịch duyên đó, bởi vậy mình thấy có cái hoa sen nào mọc trên xi măng không? Trên cái nền đất thơm tho sạch sẽ không? Không, hoa sen nó phải mọc từ bùn. Vậy thì mình có thể nói thêm một tầng cấp cao hơn, vậy thì bùn với hoa sen bản chất nó là một hay là hai? Không có bùn thì không có sen, không có phiền não, không có chướng duyên, mình có bồ đề không? Không. Vậy thì đừng có tìm cầu cái bồ đề trong cái thuận cảnh hoàn toàn. Ở nói chỗ này để quý Phật tử đừng đổ thừa nữa, đừng đổ lỗi nữa, mà mình phải chiến thắng chính mình. Đối với những người tu tập thì mình phải nhìn kỹ vào cái chỗ này. Như cô vẫn thường nói hoài đó, sư phụ cô nói là người ta có thể làm phiền con nhưng vấn đề con có não hay không. Cái phiền não là do từ trong tâm mình ra chứ không phải từ đối tượng bên ngoài. Cô nói rồi, hôm trước trong cái bài mà duyên nợ cô nói đó đúng không? Người ta có thể phụ bạc mình, người ta có thể thay lòng đổi dạ với mình. Vấn đề là mình có bị phiền não như vậy không? Mình có chết luôn tại cái mối tình thất bại đó không? Hay từ đó mình đứng lên và mình nỗ lực, mình hoàn thiện mình hơn để mình xứng đáng với cái hạnh phúc cao đẹp hơn. Cái vấn đề nó nằm ở mình chứ không nằm ở đối tượng bên ngoài. Cô sẽ có một cái đề tài giảng về cái hạnh phúc ha, cái khái niệm về hạnh phúc. Đây là một đề tài cô rất thích vô cùng, rất thích luôn. Và sẽ chờ một giai đoạn thích hợp để mình nói ở chỗ này. Thì trong bài đó cô sẽ nói kỹ hơn. Vấn đề nó nằm ở cái chỗ mình chứ không phải là chỗ bên ngoài ha. Và cho nên cái điều đầu tiên, Đức Phật đã chiến thắng được ma quân. Chỗ này cô muốn phân tích những ý như vậy, Phật tử phải nắm. Thứ nhất, không phải chỉ có một cái ma quân hiện ra vào cái đêm cuối Đức Phật thành đạo, mà đó là tất cả những cái chướng duyên, những cái thuận duyên, những cái nghịch duyên trong suốt cái con đường từ lúc là thái tử phát nguyện xuất gia cho tới lúc tìm đạo, cho tới lúc ngồi dưới cội bồ đề, dõng mãnh vượt qua những cái chướng ngại của chính bản thân mình. Thì lúc đó Đức Phật mới thành chánh đẳng chánh giác, chứ không phải chỉ có bên ngoài không đâu. Giờ mình đi tu chút xíu thôi, mình thấy cái gì khó chịu là mình không ưa rồi, mình đến cái đạo tràng đó có một chút không hài lòng, mình đã bực bội, mình đi về rồi. Mình đi tu 3, 7, 8 ngày, mình thấy vậy mình đổ thừa cho sư phụ, mình đổ thừa cho sư huynh, mình lèm bèm cái chùa đó thế nọ thế chai là không phải rồi. Bất kỳ một cái môi trường tu tập nào cũng hoàn toàn không có hoàn toàn như ý mình đâu. Đức Phật đã dạy có những cái môi trường, 4 môi trường cho người tu đó đúng không? Vậy thì mình đừng có mong cầu một cái môi trường nào mà hoàn toàn như ý mình. Trong những cái môi trường hoàn toàn như ý đó có những con người cũng có tu được đâu. Bữa trước mình học bài kinh Pháp Cú rồi đó, hai anh em đi xuất gia cùng trong tăng đoàn của Đức Phật, thời có Đức Phật, tăng đoàn thanh tịnh như vậy, môi trường tu tập như vậy mà một người chứng thánh, một người một bữa thôi về nhà là đã hoàn tục ngay. Vậy thì mình thấy có phải là do môi trường không? Do đạo sư không? Hay do chính mình vậy? Ở chỗ này nhớ ha, mình phải chiến thắng, không phải là chiến thắng ai đó, không phải là tu để thể hiện ta đây, mà phải chiến thắng cái nội ma trong chính mình nữa. Rồi thứ hai, ý nghĩa của ngày Phật đản sanh đó là Đức Phật đã mở cánh cửa bất tử cho tất cả chúng sanh.
Quả thật, mở cánh cửa bất tử cho tất cả chúng sanh là sao? Chỗ này mình nhớ là khi mà Đức Thế Tôn thành đạo thì Ngài quán thấy là cái giáo lý mà mình chứng nhập được thì nó quá cao siêu. Trong khi đó thì chúng sanh thì quá vô minh mờ tối. Vậy thì cái chánh pháp này có ai nghe đặng không? Thì Ngài có dùng Phật nhãn và Ngài quan sát. Trong này kinh có ghi lại một đoạn như này ha. Thế Tôn nhìn quanh thế giới thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng, sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước, có một hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng, sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị ướt đẫm nước. Cũng vậy, với Phật nhãn, Thế Tôn thấy có hạng ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, có hạng độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Rồi Thế Tôn nói bài kệ, cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe, hãy từ bỏ tính tâm không chính xác của mình, tự nghĩ đến phiền toái, ta đã không muốn giảng tối thượng vi diệu pháp giữa chúng sanh loài người. Đây là cái câu kệ Đức Phật nói với Phạm Thiên Sa-am-pa-ti khi thỉnh Ngài thuyết pháp ha. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật có thuyết pháp cho mình nghe không? Có, như Đức Phật ví dụ như là những cái hoa sen xanh, hoa sen trắng nó xanh lên từ trong hồ, có cái nó bị ngập ở dưới nước, có cái vươn lên tới mặt nước, có cái vượt lên khỏi mặt nước và đâu có dính nước, đâu có nhiễm bùn nữa đâu. Vậy thì chúng sanh có nhiều loại, có hạng là ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng căn tánh lanh lẹ, độn căn, lợi căn, và có người có thể nghe hiểu được giáo pháp của Đức Như Lai. Vậy cái chân lý giải thoát là một cái sự kiện trọng đại trong lịch sử tôn giáo Ấn Độ thời bấy giờ. Vì rằng trước khi mà có Phật giáo thì Ấn Độ chỉ mang cái hình thức nghi lễ do ai? Do Bà La Môn làm thôi. Người bình thường có được thực hiện nghi lễ này không? Không ha, bởi vì người ta tin rằng chỉ có Bà La Môn là thuần chủng, là thanh tịnh, được sinh ra là con của Phạm Thiên, được sinh ra từ miệng Phạm Thiên, thuộc lòng Ba Bộ Vệ Đà, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên những vị này mà tiến hành tế lễ cúng bái thì nó mới có cái khả năng để tiêu trừ tội lỗi khổ đau giải thoát sanh thiên thôi. Chứ còn người bình thường có được vào cái hàng ngũ này không? Không, chứ đừng có nói là thực tập để mà tự đưa đến cái sự giác ngộ cho mình. Mình thấy là ngoài cái Bà La Môn giáo như vậy ra thì Ấn Độ thời bấy giờ còn có cái 6 phái ngoại đạo mà mình hay nói lục sư ngoại đạo, là chủ trương rất là giáo điều và quan điểm rất là tiêu cực, vô thường kiến, đoạn kiến vân vân đó, làm băng hoại đạo đức và luân lý con người. Có những tôn giáo là có những cái chủ trương, có những cái trường phái là đâu tin có đời sau đâu. Có những trường phái chủ trương là con người luân hồi sẽ chuyển tận trừ được khổ đau nữa mà. Tức là những cái tà kiến như vậy nó rất là nhiều ở trong cái xã hội thời bấy giờ. Và nhất là Bà La Môn giáo chi phối cả nước thì cho rằng chỉ có giai cấp Bà La Môn thì mới có thể thực hiện được những cái nghi thức tế lễ này thuần chủng thanh tịnh vân vân, đưa đến giải thoát sanh tử. Còn mình làm lỡ sanh ra trong gia đình mà hạ tiện thì suốt cuộc đời mình hạ tiện và không có cơ hội được giải thoát sao? Vậy thì chúng ta thấy cái việc ra đời của một cái chân lý giác ngộ dành cho tất cả mọi chúng sanh đều có thể tu được thành Phật như Ngài, đây là một cuộc cách mạng rất lớn, đúng không ạ? Giá trị lịch sử vô cùng lớn. Và cuối cùng thì Thế Tôn đã chân chánh khai mở cái chân lý bất tử, cái chân lý mà mình có thể làm chủ sanh tử, chân chánh chuyển bánh xe pháp và vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Mình thấy là cái giai đoạn mà Phật giáo mở ra từ sau khi Ngài thành đạo là một cái cuộc cách mạng cực kỳ lớn, vĩ đại trong trong xã hội, trong lịch sử thời bấy giờ, và ảnh hưởng cho tới tận ngày hôm nay chúng ta mới có được cái pháp màu vi diệu để mà mình tu tập theo như vậy. Trong suốt 45 năm theo theo Nam truyền, còn Bắc truyền là 49 năm đó, truyền bá giáo lý, thì Đức Phật và chư đệ tử của Ngài đã du hành khắp cái vùng Bắc Ấn. Cô nghĩ ngày xưa mà có máy bay như vậy thì chắc chắn là giáo lý của Đức Phật sẽ còn vương rộng và vương xa hơn rất là nhiều. Đức Phật đã truyền đạo đến những cái làng mạc xa xôi hẻo lánh nhất, đã thuyết giảng cái chân lý bình đẳng tất cả như mọi người như vậy, đem lại cái an lạc cho mọi người, từ cái giới thượng lưu, quyền quý, vua chúa cho đến những người hạ tiện cùng đinh bần cùng nhất trong xã hội đều được hưởng một cái pháp lạc như nhau như thế này. Đây là một điều rất là tuyệt vời, mở ra cánh cửa bất tử vô sanh, đưa cho con người một cái sự giải thoát bình đẳng. Đây là một cái ý nghĩa rất là đặc biệt trong cái ngày thành đạo của Đức Phật. Thứ ba, đó là Đức Phật chứng minh mọi chúng sanh đều có khả năng giác ngộ giải thoát. Điều này lại càng cực kỳ quan trọng hơn nữa. Đây là một cái bằng chứng hùng hồn từ kinh điển để lại. Tức là mình thấy là trong
trong cái tăng đoàn của Đức Phật thôi. Có những người thiện nam thiện nữ quy y xuất gia với Đức Phật, mình thấy rất nhiều là đẳng cấp khác nhau. Có những người là căn tánh rất là nhanh mạnh, và những người rất là trí tuệ như là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, tướng quân trong chánh pháp. Có những bậc xuất thân quyền quý như là Nanda và Ananda, nhưng cũng có những người căn tánh rất là mê muội, giống như mình học cái chuyện ông Kiều, câu chuyện ông Bàn Đặt rồi đúng không. Có những người thấp hèn như Upali là ông thợ cạo thôi. Có những hạng bần tiện như là ông Ni Đề làm nghề gánh phân đó. Rồi có những đời người phóng túng làm nghề mại dâm luôn, như là dâm nữ Ambapali, Liên Hoa Sắc vân vân, hoặc là tàn ác vô nhân đạo như là Angulimala, tướng cướp vô não. Mà tất cả khi mà xuất gia theo tăng đoàn của Đức Phật đều được cái gì? Được giác ngộ, được giải thoát. Khi mà nỗ lực tu hành chân chính theo sự hướng dẫn của Đức Phật đều được nhập vào dòng thánh. Vậy thì chúng ta thấy điều này cho thấy rằng tất cả chúng sanh đều có cái khả năng giác ngộ, chứ không phải là cái khả năng giác ngộ đó chỉ giới hạn cho tầng lớp thượng lưu trong cái giai cấp Bà La Môn hoặc là sát đế lợi cao sang quyền quý thôi. Còn những giai cấp mà hạ tiện trong xã hội, những người mà đã xuất thân rất là thấp hèn, những người đã từng có những hành vi sai trái trong quá khứ, không có khả năng giác ngộ, điều này là không đúng. Vậy thì mình thấy đây là một cái bằng chứng hùng hồn nhất, thuyết phục nhất, từ trong tăng đoàn cho tới cận sự nam và cận sự nữ, đệ tử tại gia của Đức Phật đều có những người rất là kỳ cựu. Như vậy đều có khả năng giải thuyết, giải thoát như nhau. Mình thấy là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh ha, câu này mình nghe rất là nhiều. Nếu như hành trì tu tập theo lời dạy của Đức Phật, vậy chúng ta có niềm tin không? Đó, con đường giải thoát, con đường thành Phật đó có phải chỉ dành cho Đức Phật và dành cho tầng lớp quý sư tộc không? Không, dành cho tất cả mọi người nếu chúng ta đi đúng theo cái lộ trình mà Đức Phật đã hướng dẫn, đúng không? Vậy thì chúng ta cũng có khả năng giác ngộ và giải thoát. Đây là cái ý nghĩa rất là lớn lao, rất là tuyệt vời, mà mình thấy rất khó tìm trong các cái tôn giáo khác, phải không? Rồi, ý nghĩa thứ tư, con người là chủ nhân của chính mình. Điều này rất là đúng. Mà tại sao cô không hiểu được bây giờ vẫn có những người thế kỷ thứ 21 rồi vẫn giao cái quyền quyết định, cái việc mà làm chủ cuộc đời mình cho một đấng thần linh nào đó hoặc cho một ai đó rất là đặc biệt nhé. Tại sao mình có thể mù quáng như vậy, trong khi mình mới chính là chủ nhân của chính mình chứ không phải ai khác. Đức Phật đã khám phá ra con người là chủ nhân của chính mình. Vì sao con người cũng là thừa tự nghiệp của chính mình, chứ không phải là ai ban phước giáng họa, ai trù ai ếm, ai trù ẻo mình được hết á. Không có ai làm hại mình bằng chính mình cả. Mình là người thừa tự nghiệp của mình. Mình tự tạo ra tội lỗi, mình tự tạo làm cho mình thấp hèn, nhưng mình cũng tự làm cho mình cao thượng và làm cho mình trong sạch được, đúng không? Chứ không phải là dòng dõi huyết thống hay là xuất thân hay là quốc tịch hay là vùng miền. Điều này nó rất là sai. Chính vì ý nghĩa này cho nên Đức Phật cũng không bao giờ tự xưng mình là giáo chủ hay là bậc lãnh đạo tăng đoàn. Đức Phật lúc nào cũng gọi ngài là gì? Là vị đạo sư, tức là bậc thầy chỉ đường. Vì Đức Phật sao? Đức Phật không thể ban sự giác ngộ cho bất kỳ ai. Điều này cô nói rất nhiều lần đúng không? Từ bài Chánh Kiến trong Bát Chánh Đạo trở đi, cô đã nói điều này rất nhiều cho quý Phật tử. Đức Phật không ban sự giác ngộ cho bất kỳ ai, không ban phước, không rửa tội, không xin giùm cho bất kỳ ai hết. Và chúng ta đừng có xin Đức Phật những điều như vậy. Mà ngài thường khuyên đệ tử của ngài như thế nào? Hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự làm ngọn hòn đảo của chính mình. Hãy nương tựa vào chính mình, đừng nương tựa một ai. Hãy lấy giáo lý, hãy lấy giáo pháp, hãy lấy giới luật làm thầy. Vậy thì mình thấy rằng mình mới làm chủ cuộc đời của mình, chứ không phải là mình giao phó số mạng của mình cho một đấng tối cao nào đó để ban phước giáng họa cho mình. Vào cái canh cuối của Đức Thế Tôn, của ngày mà Đức Phật thành đạo ha, thì có một đoạn mô tả như thế này: với tâm thuần tịnh, Thế Tôn hướng tâm đến thiên nhãn trí, trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Thế Tôn thấy rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Đức Phật giác ngộ cái gì? Giác ngộ ra cái điều này nè quý vị. Bây giờ mình hỏi giác ngộ gì? Giác ngộ điều này đó, thấy không? Là bất hạnh hay khổ đau là do hành nghiệp của chính mình. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, về lời và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo nghiệp theo tà kiến. Những người này thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, đọa xứ địa ngục. Còn chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, về lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh làm
các thiện thú cõi trời trên đời này. Điều này chứng tỏ một cái điều gì? Chính do hành động về thân, lời nói, ý nghĩ của con người đưa đến kết quả khổ hay vui tùy vào cái hành động của mình ngay bây giờ tại đây, đúng không? Về đêm thành đạo, mình nhớ lại cái lời dạy này, mình nhớ được cái điều mà Đức Phật đã giác ngộ và dạy lại cho mình. Vấn đề là mình có chịu nghe theo và làm theo không? Hay là mình vẫn cứ đi cầu xin thôi? Phải không? Mình cầu xin hoài à, mà mình không có chịu làm phước, mình không có sửa đổi thân khẩu ý của mình cho lành cho thiện, vậy mình có kết quả tốt đẹp không? Không ha. Quý Phật tử đi chùa có cầu nguyện thật, nhưng chúng ta thấy hiệu lực của cầu nguyện để cho một lần nữa mình nhắc nhở mình là chủ nhân của nghiệp của mình, thì mình phải bản lĩnh, mình phải dũng mãnh để mà mình bỏ những cái điều xấu, mình sửa những cái điều xấu thành những cái điều tốt, để mà mình có một cái kết quả tốt hơn. Chứ không phải là mình cầu nguyện là mình phó mặc hết cho Phật, Phật phải cứu con, Phật phải giúp con, Phật phải dớt con lên, cho Phật cho con giác ngộ. Nếu Phật làm được như vậy thì Phật đâu có mất tới 45 hay 49 năm để mà truyền bá cực khổ như vậy, đúng không? Phật ngồi niệm chú dớt mình lên hết chứ, giờ là làm gì còn chúng sanh chìm nổi sáu đường, thấy không? Nên là Đức Phật không giúp được, Đức Phật chỉ hướng dẫn mình đi thôi. Chúng ta mỗi ngày lạy Phật, cầu xin với trước Đức Phật để một lần nữa mình hứa với chính Đức Phật rằng con sẽ noi gương của Ngài để mà dõng mạnh đạt được cái quả vị giải thoát như Ngài. Chứ không phải là cầu Đức Phật để con lạy Phật rồi đó, bữa nay con thành kính lắm á, Phật cho con giác ngộ nha, là không được ha. Rồi mình hiểu được cái ý nghĩa của việc mà mình lạy Phật và cầu nguyện nha. Bây giờ mình nói tiếp về cái giá trị thiết thực về sự thành đạo của Đức Phật. Ở đây cô rất thích nói những cái giá trị thực tiễn là Phật giáo đem cái điều gì đến cho con người từ xưa cho tới bây giờ. Giá trị đầu tiên là Đức Phật dạy lại cho mình cái phương pháp mang lại cái tu an lạc ngay đời này và bây giờ. Tại sao cô thường hay nhấn mạnh câu này? Có rất nhiều Phật tử đời này coi như bỏ, thường hay có một cái quan điểm rất tiêu cực với sư cô như vậy, rằng thôi cái số con dạy rồi cô, cái số con nói vậy rồi thôi, coi kiếp này coi con chỉ có mong là con về với Phật, tức là cầu nguyện để vãng sanh, để mong được một cái cuộc sống an lạc hơn, tốt đẹp hơn ở cõi Tây Phương thôi, chứ còn không quan tâm đến cái cuộc sống mình đang có nữa, coi như là cái định nghiệp của mình, coi như là cuộc đời mình nó khổ đau, nó chìm nổi như vậy rồi. Cô nói rồi, đây là một cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Vì sao? Đức Phật đã nói trong nhà Phật mình không có cái định nghiệp. Nếu có cái định nghiệp nào đó thì mình có thể thành Phật được không? Chứ đừng nói là về Tây Phương. Vậy cho nên không có một cái định nghiệp nào hết. Mình tu theo Phật là ngay bây giờ và tại đây mình phải được an lạc, chứ không phải đợi tới chết mình mới về với Tây Phương cực lạc được. Mình phải quan trọng từng ngày, từng giờ chánh niệm hiện tiền ngay trong cái kiếp sống của mình hiện giờ, thì kiếp sau mình mới có được cái niềm vui. Chút nữa mình sẽ học câu pháp cứu đó, tuần này mình sẽ học tới cái bài pháp cứu nay vui đời sau vui, làm tốt hai điều đời vui, chứ không phải là mình chỉ cầu về Tây Phương cực lạc không đâu nha. Tu theo đạo Phật là cái giáo lý mà dạy cho mình được cái an lạc ngay trong hiện tại. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói một câu như thế nào? Vì đại sự nhân duyên mà Đức Phật ra đời, vì sự lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người, Như Lai xuất hiện ở đời, đúng không? Vì sự lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người cho nên Như Lai mới xuất hiện ở đời. Bằng chứng rõ ràng là chúng thấy 40 mấy năm trời thuyết pháp của Đức Phật, thuyết pháp độ sanh, Thế Tôn đã giáo hóa được vô số chúng sanh, thấm nhuần cái đạo lý, thể nhập được sự an lạc thanh tịnh ngay trong đời sống hiện tại, chứ không phải là chờ chết rồi mới về tới một cái cõi nào đó, đâu có. Phải không? Giáo lý của Đức Phật ứng dụng cho mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, mọi trình độ, mọi xã hội, mọi thời đại. Đây là một cái giáo lý mà chúng ta có thể nói đó là chân lý, bất di, bất dịch, bất biến đến muôn đời. Mình có nhớ là có một đoạn mà Đức vua Ba Sena Đi, vua Ba Tư Nặc cũng có đến mà rất là hoan hỷ khi mà được cúng dường là lên tăng đoàn. Thì Đức Phật có nói là sao ông hân hoan như vậy? Thì ông Ba Tư Nặc cũng có kể là con có thấy nhiều giáo đoàn khác, con có thấy nhiều vị sa môn khác mà nhìn họ rất là khổ sở, rất là lôi thôi, rất là phiền não đầy như vậy. Nhưng mà khi con đến với tăng đoàn, đến với Đức Phật thì con thấy quý ngài ở đây dù một ngày chỉ khất thực một bữa, nhưng lúc nào quý ngài cũng rất là có cái gì cái tăng tướng, cái dung mạo rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, rất là an tịnh. Cái sự an lành, cái sự tĩnh lặng, cái niềm vui đó, cái an lạc trong cái việc tu tập đó, nó trải rộng cho từ tinh xá, cho từng mỗi bước chân quý ngài đi. Cho nên con rất là hoan hỷ khi được đến thân cận đảnh lễ cúng dường cho quý ngài tỳ kheo ở trong tăng đoàn của Đức Phật. Mình thấy cả một đức vua mà đã gặp rất nhiều đồ chúng, đã đi rất nhiều nơi, đã cúng dường cho rất nhiều giáo sĩ mà phải thốt lên một cái lời như vậy.
chứng tỏ là sao? Cái giáo pháp của Đức Phật dạy cho đệ tử Ngài có phải là chờ về tới một cái cõi nào đó mới thanh tịnh và an vui không? Hay là cái niềm vui đó, cái sự an tĩnh đó nó tràn ra trên mỗi bước chân đi và trong mỗi lời nói, mỗi nét nhìn của các đệ tử của Ngài? Mình tu theo Phật thì cũng phải vậy. Mình phải xinh đẹp hơn, tươi mát hơn, dễ thương hơn, hiền lành hơn, an vui hơn trong từng ngày. Chứ có đâu mà mình lúc nào cũng trách đời, trách người, khổ sở, trầm luân, oán hận, đố kỵ, ganh tị, chửi đời, mắng người như thế được, phải không nè? Mình tu theo Phật thì mình phải có, chính mình phải trang nghiêm cho mình, chính mình phải an vui, thì mình mới có cái chất liệu để mình chia sẻ cái sự an và cái niềm vui đó cho người khác ngay bây giờ ha. Rồi. Ở đây trong kinh Trung Bộ, kinh Pháp Trang Nghiêm Trung Bộ, thì cái câu chuyện mà cô vừa kể, vua Ba Tư Nặc nằm trong bộ kinh đó ha. Thì phía cuối, vua Ba Tư Nặc có nói với một câu như thế này rằng: thật sự các bậc tôn giả này ý thức được sự tối thắng thù diệu trong giáo lý của Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự, nên các tôn giả này hân hoan phấn khởi với tâm tư như con thú rừng, ý là tán thán các vị Thế Tôn á ha. Câu chuyện trên đó thì mình cho thấy rằng giáo pháp của Thế Tôn có công năng giải thoát phiền não khổ đau ngay trong hiện tại, nhớ cụm từ này ha. Ngày nay mình thấy là trung tâm tu thiền Phật giáo đã có mặt khắp nơi trên thế giới, và có mặt ở đâu đều đóng góp vào cái sự giải tỏa nỗi khổ niềm đau, những cái bế tắc, những cái khủng hoảng thần kinh, những cái bệnh trầm cảm của thời đại, những căn bệnh mà do cái xã hội và vật chất thời đại này ra rất nhiều, đúng không? Rất nhiều người không có cùng tôn giáo với mình, rất nhiều người có không cùng quốc tịch và tiếng nói với mình, vẫn tìm đến những trung tâm tu học Phật giáo để sao? Để được xử lý, giải tỏa, tư vấn những cái bế tắc, những cái nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời mình mang lại, đúng không? Đây có phải là cái công năng vi diệu của Phật giáo không? Mình thấy điều này rất là biết ơn Đức Phật đã thành đạo vào cái đêm đó, để ngày hôm nay nhân loại mình qua bao nhiêu là ngàn năm rồi vẫn được thừa hưởng những cái pháp nhũ, những cái niềm vui, cái an lạc ngay trong hiện tại mà Ngài đã dạy cho chúng ta. Điều thứ hai, cái giá trị thực tiễn mà Phật, sự thành đạo của Đức Phật đem lại, đó là Đức Phật là nhà cách mạng đầu tiên về nhân quyền và bình đẳng. Điều này cô nói rất nhiều lần rồi, đúng không? Tại sao lại là nhà cách mạng đầu tiên về nhân quyền và bình đẳng? Đức Phật chưa bao giờ tự xưng mình là nhà cách mạng hay là làm một cái cuộc cách mạng cho xã hội, nhưng chính cái sự mà bỏ hết giai cấp địa vị của Ngài và thu nhận tất cả mọi thành phần tầng lớp xã hội, nam nữ vào trong tăng đoàn của Ngài, có phải đó là một cuộc cách mạng khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người chưa? Phải không? Ngài dõng mãnh phá bỏ cái truyền thống của quốc gia, của dân tộc, của một cái tôn giáo nào đó, phân chia lâu đời của cái giai cấp Bà La Môn để mà cai trị cái xã hội đó, để củng cố quyền lợi và địa vị bấy giờ. Chỉ có Đức Phật mới làm được cái điều như vậy. Ngài tuyên bố rất là hùng hồn, không có giai cấp khi nước mắt mọi người cùng mặn và dòng máu cùng đỏ. Một câu nói này là một câu nói có giá trị đến muôn đời, và cô thấy cái giá trị về nhân văn, nhân quyền, bình đẳng, phải nói Đức Phật là đi đầu trong nhân loại, trong lịch sử loài người mình. Từ mấy ngàn năm trước, khi mà phân chia giai cấp nghiêm trọng như vậy, khi mà xã hội có quá nhiều những cái mà định kiến, thành kiến như vậy, mà Ngài tuyên ngôn rất rõ ràng, không có giai cấp trong dòng máu cùng mặn và nước mắt cùng, trong nước mắt cùng mặn và dòng máu cùng đỏ. Rất là hay, đúng không? Đây là cái chủ nghĩa bình đẳng, mà chủ nghĩa bình đẳng này còn thể hiện cả trong cái nếp sống của tăng đoàn. Đức Phật dạy cho mình là cái gì? Lục hòa. Mình đã học bài lục hòa rồi, đúng không? Quý Phật tử nghe lại bài lục hòa trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông mình đã được học. Không có một cái pháp học, pháp hành, một cái ứng xử nào mà nó dễ thương, nó bình đẳng, nó hoàn toàn là không, nó là một cái thước đo trung thực nhất cho cái bình đẳng mà được áp dụng trong đời sống sinh hoạt của tăng đoàn đó. Ngày nay Phật tử mình cũng vậy, đến chùa mà mình thực hiện được lục hòa với nhau thì sẽ không bao giờ mà có những cái bất đồng, bất ổn được. Rất là tuyệt vời. Không phân chia theo thế gian, không phân chia theo vùng miền, không phân chia theo đẳng cấp. Đức Phật có nói một cái đoạn kinh cũng rất là nổi tiếng, quý Phật tử có nhớ không? Này các tỳ kheo, tất cả các nước của sông, suối, ngòi lặt khi chưa đổ ra biển, nó mang tên riêng của nó. Nhưng khi đã đổ ra biển, nó mang tên chung là đại dương, chứ không còn mang tên riêng của nó nữa. Cũng như vậy, khi các tỳ kheo gia nhập vào tăng đoàn sẽ không còn mang tên họ như trước đây nữa, mà mang tên chung là chư vị khất sĩ, thích tử của Như Lai. Phải không? Đỉnh cao của bình đẳng và nhân quyền là gì? Là năm giới cho Phật tử tại gia. Đây là năm tiêu chuẩn nền móng đạo đức xã hội hạnh phúc từ trong gia đình và ra ngoài trật tự xã hội. Sâu xa hơn nữa là cái bậc thang để bước đến cái đời sống xuất gia giải thoát thanh cao. Thật ra quý vị xuất gia
có rất là nhiều giới, nhưng mà căn bản nền tảng nhất cũng từ trong năm cái giới điều đạo đức mà ra. Rồi mình thấy là một cuộc cách mạng. Chính vì vậy, thôi cô nói luôn cái yếu tố cuối cùng rồi mình tổng kết, đó là cái giá trị thực tiễn thứ ba, đó là giáo pháp của Đức Phật có giá trị miên viễn, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, nghĩa là lành ở đoạn đầu, lành ở đoạn giữa và lành ở đoạn cuối, đúng không? Nước của đại dương chỉ có một vị mặn, vì vậy pháp và luật này chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Ồ, chỗ này mình thấy hay không ạ? Nước của đại dương chỉ có một vị mặn, thì cái giáo pháp của Đức Phật gì, luật giới và luật của Đức Phật cũng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị gì ạ? Vị giải thoát. Mình đọc đến nay thì bây giờ mình đừng có đi hỏi nhau những câu rất là sơ đẳng, cái kiểu là chị tu pháp môn nào, chị niệm ông Phật nào, chị tu thiền hay chị tịnh độ nhé. Mình đừng đi hỏi nhau những điều rất là vô duyên như thế này, phải không quý vị? Rồi còn phân biệt tới thiền là thiền tông này hay thiền tông kia, tại sao vậy? Đức Phật đã nói pháp và luật của Ngài chỉ có một vị, đó là vị giải thoát thôi. Mình tu cái kiểu nào mà mình được giải thoát thì là mình tu theo đạo Phật rồi, phải không? Nên đừng có đi hỏi những câu hỏi đó nữa ha. Mình đừng có đi so sánh Bắc truyền Nam truyền, mình đừng có đi chẻ sợi tóc làm tán ra nữa, mà mình cứ ngồi xuống mà mình ứng dụng thực hành đi. Mình sẽ thấy không còn những cái thắc mắc lùm xùm vô lý này nữa đâu ha. Và mình nhớ là cái đêm cuối khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn thì Ngài có hỏi các vị tỳ kheo là có còn thắc mắc gì về giáo lý của Ngài nữa không, thì mọi người đều im lặng, đúng không? Tôn giả A Nan khi đó mới đại diện cho đại chúng mà bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, tất cả đại chúng im lặng vì không có vị nào còn nghi ngờ hoặc chưa hiểu giáo lý. Thế Tôn, cho dù mặt trăng trở nên nóng và mặt trời trở nên lạnh, giáo pháp Thế Tôn thuyết giảng cũng không bao giờ thay đổi giá trị và nghĩa lý. Mình nhớ ha, dù mặt trăng có thể trở nên nóng, mặt trời có thể trở nên lạnh, nhưng giáo pháp Thế Tôn thuyết giảng không bao giờ thay đổi giá trị và nghĩa lý. Thật vậy, chúng ta thấy là theo dòng thời gian hơn 25 thế kỷ qua rồi, phải không? Nhưng mà chân lý tứ đế, tứ diệu đế vẫn rất là sáng ngời và không hề xê dịch một cái nghĩa lý gì. Vậy đây là cái giáo pháp, vì sao nó không xê dịch vậy? Bởi vì đây là điều mà một bậc giác ngộ đã tự thân chứng tri, tự thân liễu tri. Đây là giáo pháp mang tính viên miên viễn, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Cái điều mà mình học hỏi được, mình nói ra, nó có thể đúng trong cái điều kiện này, nó có thể đúng trong quốc gia này, nhưng nó có thể không phù hợp với thời đại khác và quốc gia khác. Tuy nhiên, cái điều mà bậc giác ngộ nhận ra được từ trong cái tuệ tri, từ trong cái thân chứng, cái liễu tri của Ngài, thì nó sẽ đúng mọi thời đại, mọi vùng miền. Vậy mình đừng nghi ngờ, mà mình ứng dụng, thực hành và làm theo, thì mình sẽ có được hiệu quả tốt. Mình thấy trong Kinh Hoa Nghiêm nói như thế nào? Niềm tin là mẹ của mọi công đức. Kinh Hoa Nghiêm dạy có 5 điều, đúng không? Sau này mình sẽ học tới Kinh Hoa Nghiêm thì cô nói kỹ hơn, nhưng niềm tin là điều đi đầu tiên. Trong Thiên Chúa giáo có một câu gì? Phúc cho ai không thấy mà tin, đúng không? Vậy niềm tin là cái điều đầu tiên mà mình phải tin rằng cái điều mà Đức Phật đã dạy mình đó chính là chân lý. Ngày nay nhân loại mình đang trong một cái cơn gọi là gì ạ? Kinh tế thì đi lên rất nhanh, nhưng mà cái đạo đức, những cái giá trị đạo đức nền tảng đó là suy thoái rất là nghiêm trọng trước cái sự cám dỗ của vật chất hiện đại. Đặc biệt Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà những cái giá trị đạo đức truyền thống là đi theo không kịp với cái đà tăng tăng trưởng kinh tế của xã hội, dẫn đến rất nhiều bất ổn trong xã hội ngày nay. Chúng ta thấy là thậm chí tới mức mà người ta nhìn nhau đánh giá giá trị của nhau thông qua cái tài sản sở hữu vật chất mà người đó có được, chứ không phải là do cái giá trị đạo đức hay là nhân cách phẩm cách của một con người đó. Điều này rất là sai, phải không ạ? Qua tới cái bài hạnh phúc mà cô nói, cô để dành để cô nói với mọi người, cô sẽ phân tích rất kỹ hơn về cái xã hội Hàn Quốc nhìn như thế nào. Nhưng mà tóm lại, đã đến lúc mà chúng ta cần quay lại chính mình và ứng dụng lời dạy của Đức Phật trong đời sống thường ngày, chứ không phải để dành về Tây phương cực lạc nha. Đây là con đường duy nhất để mọi người cùng có thể phát triển cái đạo đức, cái đời sống tâm linh và lánh xa được cái nạn hủy diệt về văn hóa, hủy diệt về cái sự đạo đức, và thậm chí bây giờ có thể ảnh hưởng đến cái sự sinh tồn của nhân loại. Mình nên đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh của nhà văn Nguyên Phong, đúng không ạ? Của giáo sư John Vũ. Cho mình thấy là khi mà mình cứ chạy theo cái sự phát triển về kinh tế và vật chất như vậy đó, sẽ có một lúc mình phải trả giá cho những cái việc mà mình làm tổn hại đến thiên nhiên, đến môi trường, đến tất cả những con người cùng cộng sinh với mình, không phải chỉ là loài người không mà tất cả các loài khác, nên mình phải biết sợ và biết quay về. Nhưng cái ngày Đức Phật thành đạo, cô rất là
hết lòng hết sức để nói lại những cái giá trị, những cái ý nghĩa, những cái nội dung của cái ngày thành đạo này. Để chi? Để chúng ta thấy là không phải tự nhiên mà trong tất cả các tôn giáo trên thế giới chỉ có Phật giáo mới được cả thế giới cùng kính ngưỡng và cùng đồng lòng chọn cái làm một cái đại lễ Vesak. Đó là cái ngày kỷ niệm đại lễ của Phật giáo, cái lễ tam hợp. Mình thấy có một cái tôn giáo nào mà được cả thế giới cùng đồng thời làm lễ kỷ niệm không? Ngày đó là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hoặc tất cả những người trên thế giới đều phải gửi thư chúc mừng. Và mình thấy Việt Nam đã được vinh dự 3 lần tổ chức đại lễ Vesak rất là thành công. Phật tử phải thấy rất tự hào đối với cái tôn giáo mà mình đang có. Vì sao? Phật giáo dưới ánh mắt của các nhà trí thức, với ánh mắt của các nhà khoa học, các nhà chính trị vân vân ở mọi thời đại đều thống nhất chọn Phật giáo là tôn giáo của chân lý, của từ bi, của bình đẳng, của trí tuệ. Như vậy như có nghĩa như thế nào? Phật giáo là tài sản chung của thế giới. Từ tôn in vết hằn chân lý, sáng rọi thanh xuân vàng cõi lòng. Mình thấy có một cái tôn giáo nào mà trong suốt cái quá trình truyền đạo của mình chưa hề gây tổn hại đến máu xương hay bất kỳ một cái sinh linh nào không? Hay là bước chân tới đâu đó là ánh sáng của trí tuệ và từ bi đem tới đó? Cho tới ngày hôm nay cả thế giới phải công nhận qua cái đại lễ Vesak là vào ngày 15 tháng 12 năm 1999. Mình nhớ ha, là ngày khai sinh ra đại lễ Vesak mà mình tiếp tục cho tới ngày bây giờ. Vậy thì Đức Phật đâu bao giờ tuyên bố mình là nhà cải cách, mình là nhà cải cách xã hội, mình là lãnh đạo tăng đoàn vân vân. Nhưng mà bao nhiêu cái giá trị tốt đẹp mang tính cách mạng, mang tính nhân văn đã được Đức Phật xác lập và xiển dương, làm cho cái cuộc đời này, làm cho bao nhiêu cái phận đời mà đang bị trầm luân, đang bị trôi nổi, đang bị phân biệt đối xử đó trở nên bình đẳng và hạnh phúc hơn. Mình có thấy gia đình tốt đẹp hơn không? Đức Phật là người đã dạy cho từng cái bổn phận của nàng dâu như thế nào, chàng rể phải như thế nào. Đức Phật dạy cho xã hội làm cho tốt đẹp cái xã hội hơn bằng cách nào? Giáo hóa cho cả kỹ nữ, dâm nữ, người gánh phân, người cạo tóc, cho tới cả bà la môn và sát đế lợi. Giảng dạy cho vua chúa phải biết cách quản lý đất nước như thế nào, hóa giải những cái cuộc chiến tranh giành nước, giành binh lực, giành nô lệ như thế nào. Vậy thì có phải là cái chân lý đã làm cho hạnh phúc từ trong gia đình, an vui cho tới xã hội, là cái chân lý sáng soi khắp năm châu, khắp muôn đời? Mình phải nhớ cái ngày Đức Phật thành đạo, mình phải biết tự hào mình là con Phật, để rồi từ đó mình mới có được cái sự tinh tấn dũng mãnh như Đức Phật, quyết định tu tập cho tới ngày mình thành chánh quả như Ngài, đúng không? Nhớ ơn Phật là mình phải đi theo cái gót chân của Ngài, chứ không phải nhớ ơn Phật là lễ lạy, là tôn bái, là sùng kính Ngài mà không chịu làm theo Ngài ha. Hồi đó cô có nghe một cái bài thơ của bên khất sĩ cũng rất là hay ha, để quý vị nghe lại bài này. Từ ngàn trước bao người dông ruổi, nay chốn này đến buổi chúng ta, con dòng hưởng lấy tài gia, đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình. Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ, là người xưa lao khổ lại càng, tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn một kẻ vẻ vang muôn đời. Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, công đức Ngài vô lượng vô biên, hỡi chư Phật tử hữu duyên, nhớ ơn Thầy Tổ cần chuyên tu hành. Kính chúc quý Phật tử hướng vọng về ngày Đức Phật thành đạo, nhớ ơn Thầy Tổ mà cần chuyên tu hành. Kính chúc quý Phật tử luôn thành tựu đạo quả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.